Và để tiếp nối chương trình, vị xin giới thiệu tới quý vị một tiểu phẩm hài Tại sao Á hậu bị đánh qua phần trình diễn của đôi danh hài Nguyên Khoa và Thúy Nga. Dạ, em xin kính chào đại gia đình của mình ạ. À, tối đêm nay đại gia đình của mình có vui không ạ? À? Dạ, hòa chung với không khí vui của đại gia đình tối đêm nay thì em hiện tại đang rất là ngẫu hứng, đang muốn sáng tác một bài thơ để tặng cho đại gia đình của mình, có đồng ý không ạ? À? Em xin chào toàn thể quý vị, em xin chào các anh các chị, em xin chào các em con bú sữa bình, em xin chào học sinh từ cấp 1 lên đến phổ thông, em chào từ quý ông, em thông sang quý bà, em chào từ người già sang người trẻ, riêng những người nào chảnh chọe thì em không chào. Dạ, em chào từ hàng rào, em nhào ra cửa cái, em chào thổi, em chào hả hê, em chào các anh chị có cặp có đôi, riêng các anh này lẻ loi thì cũng xin chào nốt ạ. Dạ, có hay không ạ? Hay thì cho anh chàng vỗ tay ủng hộ cho em đi ạ. Dạ, xin cảm ơn. Em tên Khoa, họ Trương, nhưng mà bạn bè thân thương gọi là Khoa Trương. Em không có Khoa Trương nghe, đừng có cười. Tên là tên Khoa Trương nhưng mà cuộc sống của em rất bình dị, không bao giờ phô trương. Em nói thiệt với quý vị nghe, có sao nói vậy à? Cái sòng bài mà quý vị đang ngồi đây nè, của em. Nói chơi thôi, chứ em còn nhiều việc khác nữa. Mà đặc biệt cái công việc của em rất là yêu thích. Đó là một cái nghề mà rất là chân chính. Em đang làm chủ báo. Quý vị biết không, có những bài báo rất là nổi tiếng. The News, The Times, Discovery. Còn em chủ báo Salad. Nói tiếng Anh cho thân thương và sang trọng, chứ thật sự đó là báo lá cải. Em chuyên săn lùng những tin giật gân, bứt tóc, móc mắt, quăng ra rồi dục không bao giờ lụm lại. Và bây giờ chúng ta sẽ được gặp một người đẹp. Khi nhắc đến một người đẹp thì ai cũng nghĩ rằng người đó sẽ có một gương mặt khả ái và một cặp chân dài miên man, đúng không ạ? Và tại khán phòng này em cũng có mời đến một người đẹp, cũng rất đẹp nhưng chân ngắn ngủn à. Đã cô ấy còn vừa đoạt giải Á hậu, mà khi mà nghe tin đoạt giải Á hậu là em muốn á khẩu rồi. Và bây giờ xin mời Á hậu Trinh Hoài Ngàn Năm. Dạ xin mời chị Năm ạ. À, dạ, dạ em xin kính chào quý vị khán giả casino thân mến ạ. À, dạ. À, em ơi, em có thể đi nhanh nhanh chút xíu không? Không có thời gian ạ. À. Dạ, anh thông cảm, tại chân ngắn quá đi không nhanh được. À, nhưng mà em có thể đi nhanh một tí xíu giùm anh dạ, được không? Dạ, anh biết không, tập tục của em đã là á hậu rồi thì cái gì nó phải thong thả, phải từ từ. Đi cũng phải từ từ. Đó. Ăn phải từ từ. Đó. Ngủ cũng phải từ từ. Đó. Chơi cũng phải từ từ. Vì vậy khán giả đây nhiều lắm, nói chuyện gì mà chơi chơi vậy đây? Dạ em đi chơi đấy, trong đầu anh nghĩ cái gì đấy? Anh cứ đừng có nghĩ lung tung, tội nghiệp em ạ. À. Ok thôi bây giờ nè, không có nói nhiều mà cũng không có vòng vo nữa. Bây giờ nè, anh muốn hỏi em là tại sao anh xin được giới thiệu với em, anh là chủ báo. Dạ. Salad. À thì anh là salad gì, là anh là chủ báo lá cải thì anh nói mẹ lá cải bị đặt salad. Nghe cho nó sang. Ơ. À, có phải hôm nọ anh là người mà đăng tin em là lách em bị lám đúng không? Cái gì mà lám? Anh có phải báo của anh đăng cái tin là lách em bị lám đúng không? Cái gì mà lách bị lám? Lách em bị lám đây này. À, nách em bị nám. Rồi, dạ. Anh chị thông cảm, người Bắc nhà em không có nói được cái chữ L, N. Bởi vậy em đọc là lách em bị lám. Bất đồng ngôn ngữ nè. Thôi đúng rồi, tất nhiên em cũng thông cảm, tại vì tụi anh á chủ báo nên thành ra tụi anh phải có những cái tin mà giật gân. Dạ. Đó, em thấy nè, những cái tin mà giật gân như vậy á thì khán giả người ta mới thích. Dạ. Ví dụ như bây giờ nè, ca sĩ đổ nợ nè.
đó, lộ giới tính của ca sĩ nè. Mà đặc biệt là nách em bị nám, em biết hả, có rất là nhiều khán giả yêu thích. Nên thật ra hôm nay anh mới mời em tới đây nè. Dạ, hôm nay là có nhiều ca sĩ lắm. Hôm nay có anh Cao, Cao Thái Sơn đó, anh phải ghi là anh là chuẩn man hộ em đấy nhá. Bây giờ anh phỏng vấn em hả? Phỏng vấn em nè. Dạ, bây giờ em cho quý vị ở đây ai cũng luôn thắc mắc, không biết tại sao em lấy tên là Trinh Hoài ngàn năm. Dạ, dạ, trước tiên mà em xin trả lời câu này thì em đến đây thì quý vị ngồi đây đông vui quá đến 5.000 khán giả. Dạ, em xin đại diện Á hậu chân cụt xin kính chào quý vị khán giả đang ngồi phía bên tay trái ạ. Dạ, xin kính chào quý vị ngồi phía bên tay phải ạ. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả đang ngồi ở xa xa ạ. Dạ, xin. Em không có thời gian chào ngắn gọn thôi. Dạ, em xin chào một cục quý vị khán giả đang ngồi dưới ạ. Bác học có khác, khán giả mà tả thành một cục. Dạ, thưa anh, em xin trả lời câu hỏi. Dạ, thưa anh, lúc nãy anh hỏi câu gì em quên mẹ rồi. À, em, trời ơi, khán giả ở đây mà em nói chuyện gì kỳ cục. Bây giờ anh lặp lại câu hỏi đó nha. Tại sao em lấy tên là Trinh Hoài ngàn năm? Cái Trinh Hoài ngàn năm này là chả là em có cái tên này là lý do ngày xưa em tên là Nguyễn Thị Mót, nhưng mà vì em lấy chồng đến 3 lần mà em vẫn còn Trinh. Hả? Nên là bạn bè nó thân thương nó đặt tên em là Trinh Hoài ngàn năm, có nghĩa là Trinh không mất đấy ạ. Hả? 3 đời chồng mà vẫn còn Trinh, một bí quyết. Dạ. Học hỏi nha mấy chị, em ơi anh không tin. Cái này buồn. Phải bí quyết gì đâu. Hả? Phụ nữ mà lấy chồng về vẫn còn Trinh là lo âu lắm là đúng không các chị? Dạ, đời thứ nhất là em lấy anh FBI ạ. À. Ồ, cái anh này súng ống đầy người nè. Dạ, súng ống đầy người mà anh đi điều tra sự việc. Mà anh đến hiện trường mà anh thấy sự việc hiện trường nó xảy ra đúng như là cái vụ án là anh bảo là giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường. Đấy là câu đầu môi của anh ấy. Nên ngày anh ấy lấy em về, đêm động phòng anh ấy đặt em vừa lên giường. Anh nhìn em và anh ấy chỉ thẳng vào mặt em, anh bảo giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường. Giữ như vậy đúng 3 tháng anh không làm gì, em quyết định em chia tay ạ. À. Chết bà, gì đâu có làm ăn gì được đâu. Dạ, không làm ăn gì hết. Đến đời chồng thứ hai, em rút kinh nghiệm, em lấy một người có tài ăn nói, làm nghề hùng biện ạ. À. Anh này nói chuyện hay lắm nè. Dạ, đúng anh không? Nói chuyện rất là hay, anh nói thì thôi người ta chỉ lắng tai nghe thôi, nhưng mà được cái anh không biết làm ạ. À. Làm gì? Thì đấy, anh nói hay quá nên ngày anh lấy em về đêm động phòng. Ôi dồi ôi, anh nói các kiểu về tình yêu, về tình ái. Anh nói cho đã mồm xong anh cũng không làm gì được ạ. À, vì là lần thứ hai. Dạ là quyết định là em lại 3 tháng sau em chia tay, vẫn còn nguyên. Trời ơi, bi đát cho em quá. Đến em... đời thứ ba, em không biết là cái anh dâu Bin Laden anh có hiểu gì mà anh cười te tét quá. Anh hiểu đấy, xong anh sợ em lấy anh đi luôn. Anh này cũng đi luôn mới kinh nhớ. Sao đàn ông thấy em lại bị trốn ở này nhỉ? Đến đời thứ ba em thẳng thắn vào vấn đề, em lấy người thực tế luôn. Em lấy luôn anh đạp xích lô. Thực tế cái gì? Em nghĩ sao? Em là một á hậu, em tại sao lại lấy một người tầm thường như vậy? Dạ, tại vì em thực tế là tại vì làm nghề xích lô leo lên là đạp. Hả? Vì là em muốn thực tế là trong đêm động phòng anh ấy leo lên là anh muốn đạp ai em? Dạ, đúng rồi. Đúng, em muốn là động phòng là anh leo lên là đạp ngay. Hả? Trời ơi, nhưng đạp mà cuối cùng em vẫn còn Trinh đấy anh. Hả? Tại sao? Tại vì ngày động phòng anh leo lên, anh tính đạp thì anh nhìn mặt em, anh đạp xuống giường ra, em vẫn còn Trinh. Bi đát cho em quá em ơi, bây giờ anh biết rồi. Dạ. Anh biết nên tại sao. Nên bởi vậy bạn bè mới đặt em là Trinh Hoài ngàn năm. Oh. Mà bình thường người ta gọi là Á hậu Hoài Trinh đó anh. Dạ. Câu hỏi đầu tiên em đã. Dạ. Á hậu đã trả lời. Quý vị cho anh chàng vỗ tay đi. Dạ. Thế anh dạ. Dạ, anh hỏi câu gì okay. Nè. Câu hỏi thứ hai anh muốn hỏi em. Với một cương vị á hậu thì em nghĩ sao về câu không thầy đố mày làm nên? Dạ thưa anh và quý vị, ngày xưa ông bà ta có câu không thầy đố mày làm nên, ngày nay thì có câu không thầy đố mày dạy ai, à, không mày đố thầy dạy ai ạ. Không. Trời mày đố thầy dạy ai. Em ơi, vậy là chứng tỏ em không có quan tâm gì vấn đề học hành. À, dạ, em thì ngày xưa, cái gì ạ? À? Ngủ gà, ngủ gật trong giữa tiết 3, đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5, học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn mà học nhiều thì ngu ạ. À. Trời ơi, cái gì mà cũng cổ lý giải được hết. Bây giờ cô, vì là chứng tỏ là cô không bao giờ đến trường để học.
Dạ đúng rồi, không bao giờ em học ạ. Học làm chi, thi làm gì, tú xương còn rớt chi là mày. Học cho lắm cũng không có cái quần mà thay, học cho hay cũng không có cái quần mà mặc. Học cho lắm cũng ăn mắm với cà, mà học tà tà rồi cũng ăn cà với mắm. Học cho lắm mà tắm cũng cởi chuồng, mà học luồng xuồng rồi cởi chuồng cũng phải đi tắm ạ. Dạ em xin hết ạ. Stop here, stop here. Trời ơi, quý vị nghĩ sao từ chuyện học mà chuyển sang thành cái chuyện trần chuồng là làm sao? Thôi bây giờ gì nè? Dạ. Ngoài vấn đề học ra, em còn quan trọng vấn đề gì nữa? Dạ, em chung là đời em thì không học, nhưng mà em quan trọng nhất câu ở đời là trai tiền gái sắc ạ. Trai tiền gái sắc, vậy là từ trước đến bây giờ cô chưa bao giờ thật lòng với một người nào hết. Anh nói sao mà em không có thật lòng? Em ngày trước em rất là thật lòng với một ông đại gia. Ông ấy tên là Nguyễn Văn Một ạ. Hả? Nguyễn Văn Một? Ông này giàu số 1 đúng không? Dạ không, không phải là giàu số 1, mà cái gì trên người ông cũng chỉ có một cái thôi ạ. Mắt thì chỉ có một con, mũi thì chỉ có một lỗ, miệng thì chỉ có một cái răng, tay một cái, chân một cái. Cũng may là cái ấy có một cái, không còn cái gì thì chết em. Trời, không biết là người hay thú đây. Em. Thế là anh biết không, mà em yêu ông ấy lắm nhá. Tại vì ông có tiền mà em yêu. Trong giấc ngủ ông ấy, khi ông ngủ em còn ru ông ngủ nữa cơ. Trời ơi, một chuyện tình lãng mạn, em ru làm sao? Gió mùa thu em ru anh ngủ. Anh ngủ rồi, em cậy tủ anh đi. Má, nghe má ru cái kiểu này tôi đố cha với này ai mà dám ngủ đó. Thì đấy, có cái anh đầu chọc cái ngày xưa em ru anh ngủ đấy. Ru xong một cái cậy tủ, cậy nhà, cậy luôn, bứng luôn cả tóc đi luôn. Bây giờ tóc đâu mọc được đâu đấy. Trời, anh ơi, làm ơn thức dậy giùm em, bao giờ ngủ nghe anh. Ừ. Nè, bây giờ anh hỏi em nè. Dạ. Ngoài, nhưng mà em nói với em tại sao lúc nào ông cũng tiền. Đâu tiền, ngoài tiền em phải cần phải có những chữ khác nữa chứ. Chữ trong gì? Trong cuộc đời em tôn trọng nhất là bốn chữ. Thứ nhất là chữ phải. Phải là phải sống cho có lẽ phải. Còn chữ thật là sống phải cho chân thật. Trời ơi, á hậu triết lý có khác. Chữ khốn là mình phải biết vượt qua những cái lao đao coi như là khốn khó của mình. Còn chữ nạn á, là mình phải vượt qua được những hoạn nạn để sống. Trời để ơi. Biết được cái tình cảm lý lẽ giữa cuộc đời này. Nói chung tóm lại cuộc đời em sống cần phải thật khốn nạn ạ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Nhưng mà tôi nói với cô cần phải có một chữ nhẫn. Để cô nhẫn nhịn để cô vượt qua. Cô cần phải có một chữ tâm. Để chi? Cô phải biết yêu thương chứ. Dạ, nói chung là em sống thật nhẫn tâm đấy, em biết mà. Bây giờ nè, tôi nói cô, nếu ngoài vấn đề tiền ra, cái gì cô cũng tiền hết, thì cô có biết là tiền không bao giờ mua được tất cả? Tiền không mua được tất cả. Tiền không mua được tất cả, nhưng tiền nó mua được cái đồng hồ xịn. Nhưng mà tiền không mua được gia đình. Tiền không mua được tất cả hả? Nhưng mà muốn có tất cả thì mình phải có tiền, đúng không quý vị? Đấy, thấy chưa? Quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, muốn nhưng mà có tiền không bao giờ mua được thời gian. Tiền không mua được thời gian, nhưng tiền nó mua được đồng hồ xịn. Nhưng mà tiền không bao giờ mua được gia đình. Tiền không mua được gia đình, nhưng mà tiền nó mua được cái biệt thự. Nhưng mà tiền không mua được sự kính trọng. Tiền không mua được sự kính trọng, nhưng mà tiền mua được chức tước quyền uy. Nhưng mà tiền không mua được tri thức. Tiền không mua được tri thức, nhưng mà tiền nó mua được nhà sách và thư viện ạ. Hả? Tiền không mua được sức khỏe. Tiền không mua được sức khỏe, nhưng mà tiền nó mua được thuốc tây và cái bệnh viện. Đúng không quý vị? Đấy, thấy chưa? Em bảo tiền là tiến là phạt tiền. Nhưng mà cô không bao giờ biết. Tiền nó sẽ đem đến cho cô sự đau khổ. Đúng, tiền nó mang đến sự đau khổ. Đau khổ lắm quý vị. Tiền luôn luôn là đem sự đau khổ. Bây giờ em chỉ cho anh giải quyết cách đau khổ. Anh về anh bán hết nhà của anh đi. Bán cái casino này đi. Anh giao hết tiền, anh giao sự đau khổ của anh dành cho em giữ hộ anh. Ok, number one. Vỗ tay cái gì? Muốn phá sản với cái con này hả? Còn lâu. Cái này phải suy nghĩ lại à. Tôi nói thiệt với cô, nãy giờ tôi thay mặt khán giả dưới phỏng vấn cô, mà tôi nghe tôi nói thiệt với cô, tôi muốn sôi máu gan tôi lên nãy giờ. Cô có tin là tôi đánh cô không? Ô, anh mà đánh tôi à? Anh biết anh đang đứng ở đâu không? American là đàn ông không bao giờ được đụng đến đàn bà. Mà đụng đến đàn bà là đi vào tù đấy, đúng không quý vị?
đàn ông mà đánh đàn bà là ở tù à? Giả dụ bây giờ có một người phụ nữ đánh một người phụ nữ thì sao? Làm sao mà một người phụ nữ đánh một người phụ nữ? 5.000 khán giả ở đây, 3.000 là phụ nữ đang ủng hộ em đúng không quý vị? Đấy, làm sao mà ai đánh em được? Có một người phụ nữ đang đứng cạnh cô. Đâu, ai đâu? Đây, anh này dâu quá làm sao mà phụ nữ được? Đây, anh này cũng dâu quá làm sao mà phụ nữ được? Là tôi. Nãy giờ chị nghe cơn phỏng vấn á. À. Mà máu đàn ông của chị mất hết rồi. Giờ chỉ còn trong chị là máu đàn bà thôi. Cưng nghĩ sao? Cưng là á hậu. Cưng đội có vương miện mà cưng mặc ăn như cá bảy màu vậy. Hả? Cưng có tin là chị xé đồ cưng chị lấy cái đầm nó lại không? Của chị nha. Của chị nghe, chị tát vô mặt cưng, tát bốn bề cho răng rớt xuống từng cái. Sau đó chị lụm lên, chị xỏ dây chuyền chị đeo nha. Chị nói cho cưng biết nha, ngoài cái gì cưng cũng tiền. Đúng rồi, em thích tiền, tiền là tiên là Phật, em thích tiền. Nhưng ngoài tiền ra thì phải cần có trai nữa chứ. Hả? Chị này nói đúng, ngoài tiền ra cần phải có trai nữa. Quý vị ơi, dạ em xin cảm ơn, dạ xin hết ạ. Thúy Nga và Nguyên Khoa xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Xin chúc cho quý vị khán giả có một đêm thật vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong sòng bài và cuộc sống đầy ắp nụ cười. Muốn nụ cười sao, lát nữa ra mua DVD ủng hộ cho Thúy Nga, DVD hài của trung tâm Thúy Nga mới phát hành. Dạ xin cảm ơn. Mua một đĩa DVD của Thúy Nga được tặng một hình sexy của Hồng Nhung. Của tôi là mọi người ói liền đó. Cảm ơn phần diễn của Thúy Nga và Miss Khoa đã sử dụng.